Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Chết đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Cho dù kia chết đi. Anh bắn chỉ một viên quá chết. Chặn nó lại. Chặn cho đường nhân thằng tên mình bắn được. Cho nó cứ chạy tí nó ăn. Mẹ đấy. Mẹ để ba để bắn nó mới căng. Mình đứt dây đà. Tiếp đi. Bắn nó cho ta kia mẹ mày. Khóc thiệt. Có một trận thua đi ta chỉ thắng. Rồi. Là một trận thua đi. Đấy đấy đấy. Cái mẹ mày. Cứ đánh rơi đi. Rơi thì đào. Đã rơi thì đào. Bao giờ. Rơi. Nè là bố trên. Nè bố trên kia đánh rơi mấy lần. Đấy. Nè bố trên kia đánh rơi mấy lần đấy. Ai? Mày. Thì bố đánh rơi thì cứ giả bố đánh rơi. Bố ô, thì giờ có nhạc. Nhạc đâu? Rồi, trong đây rồi. Bắt cái file mà nó có nhạc gì? Chứ bật nhạc lên nó có. Đói kiểu ra nó chơi nó nóng nóng này, nhưng mình giấu được. Mẹ một thằng người tập một triệu bay sọt này. Chém luôn. Thôi để thôi. Mẹ mày muốn kia nó cứ thua không mẹ. Tao bắn chiêu bắn chiêu. Trời ơi chúng ta. Giờ mình sẽ tô thân nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ tô đầu của con. Anh cảm ơn trời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Gửi điện với nhân là em chẳng ai khác quay em. Đã. Em cho là anh luôn luôn duyên với nhất. Anh gần người nghe mẹ nó kể ở bên cạnh con rơi khi ngồi xem thứ phim buồn buồn thật chặt vào là em trẻ. Đây. Chỉ cần thằng này con hề trời thằng này con hề hề mẹ bốc hơi đấy thằng này nó ngu nhưng mà nó biết điều còn nghe mẹ thằng này cho nên thắng cho này nếu thì thua được từ thà em cảm ơn trời đã sao em con gái tuyệt vời thua đéo được không hốt nhỉ và yêu em đê cuộc đời người đơn với nhân là em ngưỡng ai cả ngoài em đã lý do em cho là anh luôn 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 với nhớ chết rồi đấy. Bố mua chưa? Bố này bật quên video. Vì em vì anh quên. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục YouTube. Xin chào tất cả các bạn đang
đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha. Nó đủ mẹ, chưa quay được. Quay xong rồi à? Mày làm gì vậy giờ? Tôi mặc đấy. Chưa. À thì. Vừa rồi mình đã tôi mặc xong nhé. Nghe chung chung là cái cây.